Nó đâu có đu đu tiền mà nó không có đu dí đâu. Thôi chuyện đó tôi lo. Quê cảnh là đẹp này, đây đẹp quá. Cái này cũng đỡ hơn được chiều đầu giống như gì đó, ông nhất cái gì đó, cái gì đó, cái chùa á. Chùa. Đi cứ lũi vô chùa chứ chùa chi. Mà nó mất tiền không tưởng tượng được luôn. Vô cái chùa nó không mập mà tốn gần mười mấy triệu bạc. Chùa gì đó hả? Chùa Ấn Độ Ấn gì đó. Chùa Ấn là Độ hả? Cái này là mình ngồi cái chòi. Ngồi đây nè. Hết chùa đầu giờ đầu này. Ở dưới này nó dưới thét mình có mấy cái chòi đó. 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 Bây giờ mình xách đồ đi thẳng xuống thét luôn. Rồi xách thét cho nó mát chứ. Quá đẹp, quá đẹp. Hạn sử dụng đi không cũng được. Thôi người xách tay đi. Còn đồ không còn giỏ nha. Giỏ anh kia.
này đẹp nè. Hơi nước nó làm mù luôn à. Nó vô mắt hình luôn á. Thank you.
cánh gà công là đẹp quá trời đem đi. Ừ, đâu? Biết ai? Những người đó còn bên đó hả? Ông nào nãy giờ tôi đi. Biết rồi. Biết gì?